có gì mà hội an nghiêng đến thế, cao cao đèn lồng mơ màng đêm, sông nghiêng qua mái chèo lộ xô xao, tóc thì em mắt song xanh quay trời, anh đèn đỏ đèn lồng đêm hội an, em đẹp não về Hội An nghe diễn cổ Ngô Văn Tuấn. Trong quần thể văn hóa vật thể ở thành phố Hội An, không thể không nói đến những diễn cổ đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Diễn cổ đối với người Hội An vừa mang tính cộng đồng vừa có ý nghĩa tâm linh. Người ta tin rằng mỗi diễn nước đều có một vị thần bảo hộ. Diễn cổ nơi đây biểu thị nét văn hóa đặc trưng mà hiếm nơi nào còn lưu giữ được. Trải qua bề dày của thời gian cùng với những biến đổi không ngừng về mặt lịch sử, địa lý, diễn cổ vẫn song hành cùng Hội An. Mạch nước ngọt từ lòng diễn vẫn cứ tiếp nối từ đời này sang đời khác nuôi dưỡng tâm hồn người phố Hội. Về Hội An, trong vô vàn cái thú loanh quanh tìm xưa, không thể không tìm về diễn cổ. Ở đó, ta như nghe được tiếng thì thầm của người xưa, nghe cả tiếng trăng chạm vào đài giếng, tiếng cười đùa của chiêm nữ đồi nước giữa đêm khuya. Nhìn vào lòng giếng, cái màu gạch ngàn năm rêu phủ ấy nó khắc khoải trong lòng ta nỗi buồn vơi vơi về một miền cổ tích. Kể cũng là thật, ở thành phố mà ngóc ngách nào cũng có tới với những phương tiện phục vụ hiện đại, ấy vậy mà bên những diễn cổ lúc nào cũng nhộn nhịp người gào, gánh đến múc nước. Người Hội An cho rằng nước diễn cổ là một phần không thể tách rời trong đời sống của họ. Cái đặc biệt của diễn cổ là mạch nước không bao giờ cạn, dù thời tiết có khô kiệt đến mấy. Nước diễn cổ Hội An trong và ngọt không nơi nào có được. Người Hội An dùng nước diễn cổ để pha trà, nấu ăn, nhất là những món đặc sản như cao lầu, mì quảng, xí ma. Họ bảo, nấu cao lầu mà không dùng nước diễn bá lệ là vô vị, vô duyên. Diễn bá lệ, một trong những diễn lâu đời nhất ở Hội An do người Chăm xây vào khoảng thế kỷ thứ 8, 9. Diễn xây bằng gạch không có vôi vừa kết dính, dưới chân là khung gỗ lim rồng bảng. Người Hội An vẫn còn tin rằng nước diễn bá lệ chỉ dùng để pha trà, nấu ăn, không thể dùng nước diễn để tắm gội, giặt giũ, vì như thế là phí phàm và làm ô nhiễm sự trong lành của nguồn nước. Nhu cầu sử dụng nước diễn bá lệ là rất lớn và tồn tại từ lâu, nên chỉ ở đây, nghề gánh nước thuê cũng có một bề dày đáng nể. Trường hợp cặp vợ chồng già trên 70 tuổi Nguyễn Đương và Nguyễn Thị Mỹ đã được báo chí trong và ngoài nước đưa tin với thành tích trên 50 năm gánh nước thuê tại diễn bá lệ là một minh chứng. Theo nếp văn hóa của Hội An, du khách nước ngoài đến đây đều mong muốn uống ngụm nước diễn bá lệ để nghe hương vị thế nào. Nhiều khách Tây còn khó tính, nếu phát hiện nhà hàng, khách sạn nào dùng nước máy nấu ăn hoặc pha trà là họ bỏ đi ngay. Hội An hiện còn tồn tại trên 80 diễn cổ, phân bổ tập trung ở bờ bắc sông Đế Vọng thuộc Cẩm Thanh phường Thanh Hà, số khác nằm rải rác. Diễn cổ thường nằm ngay giữa kiệt hoặc bên những bờ tường rêu phong cổ kính. Mỗi diễn đều có bàn thờ thần, rằm, mồng một người Hội An nhang khói rất cẩn trọng. Diễn có cấu trúc hình vuông, hoặc tròn, hoặc trên tròn dưới vuông, được xây bằng đá hoặc gạch hình vành khăn, dưới có bốn thanh đà bằng gỗ lim bảo vệ diễn khỏi bị sạt lở. Diễn có độ sâu chừng 8 mét, được bố trí cách nhau từ 50 đến 100 mét, cùng có diễn chỉ cách nhau 6 đến 10 mét. Nổi tiếng trong những diễn cổ Hội An có diễn bá lệ, diễn mãi trước chợ Hội An, diễn đá ở Trà Quế. Diễn cổ Hội An là một di sản văn hóa vật thể có giá trị rất lớn về mặt nghiên cứu. Nó minh chứng về trình độ chọn đất và sự am hiểu về phong thủy rất cao của người xưa. Hãy về Hội An mà nghe diễn cổ.